The lesson of jobs is typical because you have to use it in your workplace, for your friends and family, we always talk about it. And even just having an overview of what does everybody do is important. So I hope that we can recycle this lesson into our own situation. Let's start. Jobs. And because this lesson is more about instructing or giving people idea what they can or might do. So we see a lot of can and might here. But now we want to change it into talking to our people, like just people around us, what do they do in their task? So we have to change the verbs. There are many different jobs that you can choose from. I like to change the word many into hundreds of jobs. Hundreds of jobs that you can choose from. I would put it into my beloved people and I are doing. Có hàng trăm công việc mà những người thân yêu xung quanh tôi và tôi thì đang làm. Okay. You can be a doctor or a nurse. Hãy nghĩ đến một người làm doctor tại bệnh viện hoặc là văn phòng đi. Mình nghĩ đến em chồng của mình. Vậy sẽ là my brother-in-law. Thế là hết chủ ngữ nè. Và em ấy đang làm việc tại bệnh viện. Work in the hospital. Works in the hospital. Như là một bác sĩ. As a doctor. Và ở thành phố Hải Phòng. In Haiphong City. Vậy mình có thay đổi đây. Works in the hospital as a doctor in Haiphong City. Và mình có thể thêm là em ấy thì có tính trách nhiệm cao với công việc. He is highly responsible for his duties. Và cả câu này là câu sáng tạo của chúng ta mà. Chúng ta sẽ tự thêm màu đỏ vào. You might be a firefighter and put out fires. Firefighter. Mình sẽ bốc phét là mình có một người bạn ở bên Mỹ thì làm công việc này và anh ấy cũng rất là yêu công việc của mình. Okay. Vậy one of my American friends, một trong những người bạn Mỹ của tôi thì là một trong những mà is a firefighter and puts out fire từ những tòa nhà. From buildings, whenever needed, bất kỳ khi nào cần. Thế là mình thêm cái đoạn này vào đây. A policeman enforces the law. Một người họ hàng của mình thì đang là công an và bác ấy thì cũng enforces the law đúng không ạ? Vậy thì my uncle is a policeman who enforces the law. Và công việc của bác thì rất là cần thiết cho xã hội chẳng hạn. His job is super important để giữ cho xã hội an toàn. To keep our society safe and secure. Đều là an toàn. Vậy thì có my uncle is a policeman. Thêm who enforces the law. And his job is very important. Đó. An actor plays on stage or in a movie. Mình có một vài mối quan hệ. Some of my acquaintances. Một trong những mối quan hệ quen biết của tôi thì làm việc work in showbiz as và người này thì không phải là actor mà người này là MC. As an MC. Và vậy mình bỏ actor đi. Place mình sẽ thay bằng playing on stage or in a movie. Wow. Đoạn này thật là tuyệt vời quá đi. Mình sẽ thay play thêm đuôi in. Mình bị thừa một số cách ở đây. You can drive a taxi. Bố ruột của mình thì đã từng một thời gian làm lái xe taxi nhưng bây giờ thì thôi rồi.
My father used to be. Vậy ở đây có drive thì mình sẽ bỏ be. Used to drive a taxi. Nhưng bây giờ không còn nữa. Mà ông đã về hưu. But now he's retired. Okay. Mình cũng không quen ai làm pilot cả. Mình có thể để cho nó dễ một chút ạ. My father used to này. Đoạn này mình thêm vào này. But now he's retired. Một trong những người học sinh của mình thì rất là mơ ước được làm pilot, được làm phi công. Nhưng mà hiện giờ thì anh ấy đang làm một giáo viên dạy hóa. One of my star students used to dream to, từng mơ ước thành một phi công đấy, to be a pilot in an airplane. However, now he is teaching chemistry. Nhưng hiện giờ thì bạn ấy lại đang dạy môn hóa rồi. Okay. What kind of things do you like to do? Vậy thì tùy bạn có thể có rất nhiều các công việc khác nhau. Đó, mình có thể để bài đây. Và mình sẽ kết thúc bài ở chỗ này vừa đủ để mình có thể thành một bài trong vòng khoảng 20 giây đến 30 giây. Vậy thì mình sẽ kết luận trước khi cái câu này có không có giới hạn trong những việc mà bạn có thể làm. Vậy thì tôi và bạn bè của tôi đã chọn những việc phù hợp nhất với khả năng, sở trường và sở thích của mình chẳng hạn. Rồi, vậy mình sẽ kết thúc bằng câu như thế này. Everyone trước hết là vì đang nói về sự thật ấy, thì mình nên nói là tất cả mọi người thì đang rất là hào hứng đúng không? Everyone enjoys what they do and should choose what's best for their strength, thế mạnh này, và đam mê của họ, and passion. Vậy mình có thể bỏ câu cuối này đi cũng được. Và đây sẽ chính là câu kết luận mới mình thêm hoàn toàn vào. Cảm ơn các bạn và mình rất chờ mong là các bạn sẽ tạo ra một bài tương tự về chính cuộc sống, với những mối quan hệ xung quanh bạn nhé.